Eren Yeager. Trong khi bạn bè đồng trang lứa chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa, thì mình đã miệt mài leo ranh đấu trường chân lý. Bây giờ thì không biết mấy cái đồ này các bạn ơi. Mình nghĩ là mình trưởng thành hơn các bạn. Khi mà các bạn vừa yêu đương vừa ăn chơi thì mình đã là một đại cao thủ. Từ giờ mình sẽ chỉ ra giáo án VIP để xứng đáng với cương vị của một đại cao thủ thôi nhé. Vâng, đây vẫn là series trên cờ với nắng, nhưng mà là một chiếc video mình đang gặp được đối thủ xứng tầm, thách đấu các bạn ạ, kính chưa. Lần đầu tiên trong đời mình lên được đại cao thủ rồi, mình gặp top 4 thách đấu GDR đấy. Quả này phải flick up, phải bú phêm chứ không thể bình thường được. Các bạn hãy xem hết video để thấy là mình lên con sọ dừa hay MDG 3 sao, xứng tầm với cương vị đại cao thủ đấm cái lobby pro layer đấy như thế nào nhé. Bạn mình tin rồi. Legend mình pick trong trận đấu này là Poro, với hy vọng được một trận đấu flex xì xồ trên cái mức rank này. Thành phố Surima, sa mạc lưu động được chọn và bắt đầu thôi. Các mảnh đồ mình nhận được sau ba rau quái là một cung, một gậy và một đai máu. Khá ok. Ở map này thì cả lobby đều có hàng trở Pandora, mình cũng không ngoại lệ. Tranh thủ trong các rau quái thì mình đổ chỗ các con tướng một tiền để dễ mắt với nhau, và lên hai thì cũng dễ đép. Lõi công nghệ vàng đầu tiên với cặp đôi hoàn cảnh có thể sử dụng để đánh được. Xạo thuật cũng khá là ok để mình có thể thêm đồ, nhưng mà với các mảnh đồ đang có thì hiện tại và tướng thì vượt trội sẽ cho mình thêm một đồ và mình lắp thêm cuồng đao cho Samira là hợp lý. Up level 4 ngay ở 2.1 và bắt được một con Maokai để đổi. Mình có hai thách đấu với hai đấu sĩ để đép. Đối thủ đầu tiên mình gặp cũng lấy lõi giống mình và đép bằng Bionia cho Jihin cầm đồ. Jihin sau nhiều bản nớp thì con tướng này cầm đồ cũng không quá ngon nữa rồi. Hơn về số lượng 2 sao và Samira hơn đồ nên là mình dễ dàng có được chiến thắng. Mà còn hết được 2 tiền từ lõi nữa, quá ngon luôn. Bắt thêm hai con tướng 1 tiền để cho vào hàng chờ đổi. Ôi xời ơi, Samira 2 được đổi, không có gì để chê nữa. Tiếp tục gặp một nhà Ionia đồ tệ, chắc là ông này định chơi Zed. Mình giành chiến thắng khá là dễ dàng với Samira vừa được đổi từ hàng chờ. 2.3 mình quyết định là không up cấp mà tích lại 10 tiền. Tại thấy bài cũng khá là ổn rồi, không cần phải up 5 để giữ chuỗi nữa. Yên tâm, mình vừa chết qua các nhà rồi. Nhà mình gặp ở vòng đấu này là nhà lối đi riêng, nhưng mà chỉ với một con Ire 2 sao là không đủ. Mình thắng tiếp và hack được thêm 1 tiền. Vòng đi chợ đã tới, mình thì hướng tới đồ tanh hơn nên là lấy về con Sona cầm kháng phép, ném nó vào hàng chờ luôn, nhưng mà chỉ đổi ra Garen chứ không đổi ra Darius như mình nghĩ. Không sao. Up level 5 là điều cần thiết và cho thêm vào Sun Swain. Các bạn chú ý là nếu mà chúng ta không chơi slow roll ở map sa mạc lưu động này thì đừng dùng quá nhiều tiền để đổi tướng nhé. Nếu vậy thì rất là dễ bị thọt lợi tức đấy. Mình gặp nhà mới level 4 ở round này nên là khá dễ dàng để thắp lên được ngọn lửa nguy trích đầu tiên. Ôi dồi ôi, quá ngon luôn, có cả tướng 4 tiền. Nhưng mà tầm này thì Jerry sẽ không mạnh bằng Samira. Với cả sau một đợt nấp nhẹ ở bản 13.16 này thì Jerry sẽ hơi yếu đi một tí. Mình cho nó vào hàng chờ để đổi và gặp nhà hư không để kết thúc đi vòng 2 chấm này bằng một chiến thắng khá suýt sao, vì phải bước vào overtime do nhà này tanh quá trâu lại còn có thêm cả hư không. Đến với ra người đá thì mình nhận được một BF, một găng và một chiếc váy. 3.1 thì mình lắp luôn chiếc vô cực cho Samira để hướng đến bài Aphelios sau khi mà nó đã được búp nhẹ ở bản cập nhật này. Đồng thời thì mình đã có 4 tiền để đổi ở hàng chờ nên rất yên tâm. Lobby cũng khá là nhiều nhà chơi phép nên là mình tới u nốt một chiếc bút rồng cho cá sấu và hô lại 50 tiền, chỉ đổi đúng một tướng 4 tiền ở hàng chờ thôi. Mình gặp một nhà đang chơi Kalista với 5 con Kalista rồi, nhưng mà đồ thì không có mấy. Ngoài Kalista ra thì bài cũng khá là nhiều 1 sao nên khó để có cửa thắng mình ở ra đấu này. Lõi công nghệ lấp la lấp lánh nhông nhánh kim cương xuất hiện, đập ngay vào mắt mình là khuyến mãi kinh nghiệm. Các lõi còn lại chỉ có hút máu siêu công nghệ là tạm ổn nên là mình quyết định lấy khuyến mãi kinh nghiệm, vì hiện tại thì lượng kinh tế của mình cũng khá là ok để tới ưu lõi rồi. Cho lõi xong thì có thêm 2 vị tướng 4 tiền tự ra trong cửa hàng, mình cho vào hàng chờ luôn để đổi. Tiếp tục up level 6 và tích lại 50 tiền. Mình gặp cái nhà chơi đồ tể Z với hai ấn đồ tể trông khá là kinh. Mặc dù thì carry mới chỉ 1 sao thôi nhưng mà mình vẫn phải chịu thua, tại vì mình lên 6 rồi mà đội hình thì không update được gì thêm quá nhiều ấy. 3.3 hàng chờ đổi cho mình một lúc hai con tướng là Sejuani và Sen có trong đội hình Afe nên là mình giữ lại luôn để sử dụng. Gặp một nhà cặp đôi với lõi khá là mạnh nhưng mà ông này có vẻ như là hơi xui khi mà carry với tanh đều 1 sao. Ron còn 10 tiền mà không update được gì thêm là xui rồi chứ gì nữa. Tiếp theo vòng đi chợ thì mình chỉ lấy được một mảnh đai máu 1 tiền về, lắp luôn cái giáp máu vì không có sự lựa chọn. Up level 7 và thêm luôn Sen vào sân, chỉ để lại Kai'Sa ở hàng chờ đổi và tích 50 tiền sau lần mất trích vừa rồi. Mình đối đầu với một nhà đang chơi Teemo pháp sư đa chú nhưng mà nó cũng lạ lắm. Teemo của ông này vẫn 1 sao mà Poppy đã 3 sao rồi. Tanh thì trâu đấy nhưng mà Teemo 1 sao thì đáp tới khi nào mới chết được đối thủ. Hẹn gặp lại người anh em ở những round sau nhé. Chứ còn chiến thắng lần này thì dành cho mình thôi. 3.6 gặp nhà Aksan lấy lõi giống mình ở đầu game. May thế mình có kẹp thêm Ash vào sân nên là con Aksan nó không nhắm vào Samira của mình. Rồi, chuỗi thắng 3 trước round sói là easy. Săn xong bầy sói thì mình nhận về khá là nhiều tướng và thêm hẳn 2 mảnh của cuồng đao. Các tướng 4 tiền được mình đổi ở hàng chờ lại ra thêm một con Seju để mình có thể up nó lên 2 sao. Công nhận là Jerry trận này ra nhiều thật, nhưng mà tiếc là mình không chơi đâu, chơi Afe cơ. Khá là nhiều tiền rơi ra ở round sói, cũng như là tiền thừa mình có trước đấy đã giúp mình lên được level 8 với 50 tiền.
lên 9 thì vẫn được, nhưng mà để đánh an toàn thì mình sẽ quyết định roll ở đây, ổn định đội hình trước. Roll khá là nhiều tiền, khoảng 30 tiền thì mình bắt được full bài 1 sao luôn, hay quá, toàn đôi là đôi ạ. May là đối thủ cũng không khác gì mình, bài cũng toàn 1 sao nên là mình vẫn giành được chiến thắng nhờ cái sự áp đảo về con số. 4.2, lỗi công nghệ cuối cùng xuất hiện là lỗi bạc. Khả bảo thạch cũng khá là ok để tối ưu được 100% chí mạng cho Afe, hoặc là cầu hồi phục cũng là một sự lựa chọn ổn. Nhưng mà mình muốn vẽ đổ thêm cho tướng khi mà đã có 2 sao rồi, nên là mình chọn Pandora. Sejuani được đổi lên 2, còn Afe thì vẫn phải roll tiếp tới khi mà mình cạn tiền nó mới chịu lên 2. Gặp lại ông Z đồ tẻ xếp ngay trước mặt mình. May là có sự yểm trợ từ Sen và Soraka nên là mình dễ dàng hạ gục cái nhà Z này. Và một lần nữa, nổi lửa lên. Vì đã có giảm giáp từ băng tộc nên là mình quyết định lấy thêm một nâng cấp tự động sửa chữa cho ô súng để thêm tanh cho team. Một chiếc Zeke được mình lắp cho Soraka búp tốc đánh cho Afe. Ông anh cặp đôi sau một hồi vật lộn với việc roll và lấy thêm cả lõi vé bạc thì cũng đã update được Talia 3. Nhưng mà giờ mình cũng khác rồi, gian tanh của mình quá trâu, số lượng nhiều cộng thêm cả ụ súng nữa nên là khiến ông ấy mất rất nhiều thời gian để clear đi hàng tanh. Còn Afe thì thoải mái bắn mà không bị đụng chạm vào. Chiến thắng thứ 5 rồi đúng không nhỉ? Nope. Mình nhặt về Taric ở vòng đi chợ để lấy tướng. Chiếc đồ thì cũng chả quan trọng lắm, vẫn chưa dừng lại, mình muốn update thêm nên là roll tiếp để bắt Sen và Taric, sau đến để eco lại cho chắc kèo. Nhưng mà nó không ra. Lêu lêu cái 4.5 thì mình đối đầu với nhà lối đi riêng carry bằng Afe 1 sao. Tanh của họ thì cũng nhiều 2 sao đấy, nhưng mà đam thì quá yếu để có thể chạm tới Afe nhà mình. Free shot giúp cho Afe của mình giành lấy chiến thắng thứ 7 rất là dễ dàng. Mình tiếp tục đổi được một con lợn nữa, âm mưu lên 4 vàng 3 sao là có, nhưng mà mình cũng phải để ý vì có một nhà động lực cuối cùng. Sau đấy thì mình đối đầu với một nhà Belvet thách đấu cùng chiếc khăn gió ấm trên người khá là yếu đuối. Belvet vừa bị nớp mà lại còn không có đồ đam thì level 7 Belvet 2 cũng không cứu được đâu vậy nên. Đến cận round chim thì xem nó mới chịu lên 2 và mình được trả về thêm 2 mảnh đồ nữa. Lắp luôn giáp gai cho Seju và bốc đồ cho Sen quá đẹp. 5.1 mình gặp cái nhà hư không đang nếp bằng Yasuo, có động lực nhưng mà để so với bài mình thì không thể ăn được. Cũng dễ hiểu thôi vì cái ông này đang trong lõi kim cương, nên là hẹn gặp lại sau khi mà ông anh đã kích hoạt lõi rồi nhá. Chứ giờ thì mình phải win trích 9 thôi. U súng với tự động sửa chữa quá là ok để câu kéo Talia, nên là mình tiếp tục chiến thắng cái nhà phù thủy đá cặp đôi và giúp nhà này tiến gần hơn với cái top 6 sau khi mà đã có hai nhà dừng lại trước đấy rồi. Còn nhà hư không vừa nãy thì cũng kích hoạt lõi rồi đấy. Gặp lại nhà đồ tể ở 5.3, lần này thì hắn đã update được chúa tể bóng tối lên 3 sao với 3 chiếc lõi đồ tể nhìn trông sợ thật. Mình đổi kịp xe sang bên phải để chiếu thì hắn cũng đã xếp Z ngay trước mặt Afe của mình. Afe bắn rất nhiều vào Z nhưng mà chúa tể bóng tối luồn ra sau hạ gục đi Afe mất rồi. Phần còn lại của team bạn đều rất yếu đuối ngoại trừ Z. Sau khi mà hạ gục đi Afe thì Z cũng chỉ còn lại một mình. Seju nhà mình với chiếc giáp gai khá là cao tơ cộng với As phụ đam đã hạ gục đi ông anh này và giữ lại chuỗi thắng 11 cho mình. Thợ đợt này thì mình lấy thêm một chiếc Zeke cho Afe vì thấy team đã ổn định về tanh rồi. Hàng trâu của mình không hoạt động được như ý lắm, nó chả đổ ra được thêm con Afe hay là con Seju nào luôn. Mình up level 9 để roll bắt lại Belvet. Sau khi mà chết thấy cái nhà động lực cuối cùng kia đã có 5 con Belvet nhưng mà chỉ bắt được thêm một con Sen. Đối thủ lối đi riêng mình gặp ở round này có vẻ còn xui hơn cả mình vì đến 5.5 rồi vẫn sử dụng Afe 1 để carry. Ngoại trừ cái việc update đồ cho Gwen ra thì không có gì thay đổi cả. Thế thì mình thắng là điều tất nhiên. Mình tiếp tục roll và update được Sen 2 cũng như là Hammer 2. Đây rồi, gặp động lực đã 8 con Belvet rồi. Mới 5 con ở vòng trước thôi mà, đáng sợ thật. Khoảng trống bên phải là quá nhiều cộng với cả sự hỗ trợ của Baron đã giúp cho Belvet team bạn nhảy ra sau và hạ hùng đi Afe của mình. Chuỗi thắng 12 dừng lại tại đây và mình còn lại 81 máu. Sau khi thấy đối thủ cầm 8 Belvet thì mình đã cảm thấy điếu hồn lắm, nên là không đổi từ 4 tiền nữa, bán hết đi tích vàng roll 5 tiền solo với họ. Vừa lọ mọ lấy cái máy chiếu từ kho rồng ngàn tuổi thì bên kia đã update được luôn cả Belvet 3 mà còn dư hẳn ra một con Belvet. Mình thì mới bắt đầu roll được con Hammer thứ 5 thôi. Sau chấm 1 mình gặp bóng như Aksan nên chiến thắng khá dễ dàng. Cơ hội cuối cùng cho mình phải là một con 5 tiền 3 sao thì mới có thể lật được cái ván đấu này. Và với lượng tướng mà mình đang có thì Hammer sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Bắt được cả Senna 2 từ cửa hàng, mình cho vào hàng chờ luôn để hy vọng là sẽ đổi ra được Hammer. Giờ mình gặp Aksan 3 và cũng không quá khó để chiến thắng. Hàng chờ cũng đã đổi cho mình con Hammer thứ 6. Trong khi đấy thì nhà động lực muốn tìm kiếm thêm 5 vàng 3 sao nên họ bán full nhà và roll với 8 con Ahri, 6 con Senna. Sau chấm 3 mình gặp cái nhà đấy và để thua tất nhiên rồi. Belvet với sức mạnh của thần làm cho mình phải khiếp sợ. Nhà Aksan cũng đã GG để tiết kiệm thời gian vì tự biết là mình không có cửa. Đến với vòng đi chợ cuối cùng thì mình nhặt về được một cái lời thề hộ vệ để giúp cho Hammer có thể ra skill sớm nhất vì không có tướng 5 tiền mình cần ở vòng này. Còn cái ông kia thì nhặt được Senna thứ 7 rồi. Sau chấm 5 mình tiếp tục để thua khi mà Hammer 3 vẫn chưa đổi ra và còn lại 38 máu. Sau chấm 6 kỳ tích đã xảy ra khi mà Hammer của mình lên 3 sao. Bộ sưu tập 5 tiền 3 sao của mình thiếu con Hammer này lâu lắm rồi đấy. Mình quyết định là bán hết tướng đi để thử solo với Belvet
nhưng mà quên mất là con Achok đã nhảy vào sân. Belvet mổ rất nhiều hạ gục đi Achok cũng như là Saiyan của mình, nhưng mà cái ụ súng của mình thì nó quá trâu nên là Belvet không thể chạm tới hơi mơ được. Con sọ dừa đánh thương rất nhiều và tung ra skill chóa vào mặt toàn bộ team địch. Ụ súng với tự động sửa chữa đã hồi sinh cùng với Achok đã từ từ hạ gục đi nữ chủ hư không bằng những phát đánh thương không một chút kháng cự. Top 1 dành cho mình quá đã luôn. Cảm ơn đối thủ vì đã không nhốt hay mơ lại và chơi một ván rất là fair, rất công hiến. Các bạn đang xem video mà thấy trận đánh đã con mắt như mình thì nhớ là để lại một like nhé. Thêm cái nút share hay là một comment khen mình nức nở thì còn gì bằng. Vô cùng là cảm ơn các bạn đã xem livestream, xem video. Và mình chúc các bạn live stream. Bye bye.